Điều tra làm rõ clip cô gái mê sống ảo, bất chấp trèo lên nóc bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam quay phim. Một clip ngắn dài 8 giây ghi lại hình ảnh một cô gái cùng một người khác trèo lên nóc bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam để quay phim chụp ảnh những ngày qua, lại khiến cộng đồng mạng bức xúc. Cụ thể, clip ngắn 8 giây ghi lại hình ảnh một cô gái đang tạo dáng, nhảy để quay phim, chụp hình đăng tải bởi tài khoản Chan Chuông, đang lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm bức xúc. Người đăng tải clip này cũng đặt câu hỏi, sao lên được nhỉ? Nhiều người đã vào và bày tỏ sự bức xúc, cho biết đây là hành động thiếu ý thức và vô cùng nguy hiểm. Một số người còn cho biết, sống ảo như thế này thì cũng chịu với các bạn trẻ. Clip nhanh chóng được lan truyền và nhận được rất nhiều ý kiến thắc mắc, bức xúc cũng như yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp này. Trao đổi với báo chí, một đại diện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, đã nắm được thông tin và đang cho xử lý nghiêm. Ngay khi phát hiện clip trên mạng, chúng tôi đã cho điều tra làm rõ và sẽ xử lý nghiêm hành vi này, vì đại diện này cho biết. Cũng theo thông tin từ bảo tàng, tất cả các lối lên không thuộc khu vực mở cửa trưng bày đã được chăng dây, đặt rào chắn và có biển thông báo, không phần sự miễn vào. Không hiểu bằng cách nào mà một số người này có thể trèo lên tận đó mà quay phim, chụp ảnh được, vì đại diện bảo tàng bức xúc. Trước đó ngày 10 tháng 11, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều người lớn trẻ em bất chấp biển báo đã trèo lên các hiện vật trưng bày như xe tăng, máy bay, các khẩu súng, pháo ở cả bên ngoài lẫn bên trong bảo tàng để chụp ảnh. Vụ việc này sau khi được phản ánh cũng nhận được rất nhiều ý kiến trước ý thức của những người tham quan bảo tàng. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Thank you.